khởi nguồn từ một anh tú tài thi rớt trong nhiều kỳ liên tiếp, vì bất bình mà khởi binh chống lại triều đình. Cuộc khởi nghĩa đó đã dần lớn mạnh để dẫn tới việc thay đổi cả một triều đại. Thậm chí đội quân nông dân này đã thực sự làm được điều đó khi chiếm được cứ điểm thành Trường An, kinh đô của nhà Đại Đường, rồi trực tiếp đưa người thủ lĩnh lên ngôi hoàng đế, lập cả đế hiệu và niên hiệu. Vậy thì vì đâu Hoàng Sào đã tạo ra được một trong những cuộc khởi nghĩa được liệt vào hàng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc? Thế nhưng rồi cũng lại vì đâu cuộc khởi nghĩa này lại sụp đổ ngay trước ngưỡng cửa toàn thắng? Vì sao dù đã dẹp yên được loạn Hoàng Sào, nhà Đường vẫn không thể nào kìm hãm nổi đà diệt vong của mình? Chào mừng đến với Battle Cry Trung Hoa Sử Ký. Kết tinh của những phẫn nộ. Vào cuối triều đại, nhà Đường ngày một sa sút. Suốt 14 năm tại vị, Đường Ý Tông nổi tiếng là kẻ trễ nải trong công việc, bỏ bê triều chính, rượu chè yến tược, ham mê tiểu sắc suốt ngày. Ngân khố quốc gia vốn được cha ông là Đường Tuyên Tông dày công tích lũy, giờ chỉ trong có vài năm tiêu pha hoang phí mà cạn kiệt. Trong tình cảnh này, Đường Ý Tông lại hạ lệnh tăng thuế. Triều đình bỏ bê chính sự đã khiến các tiết độ sứ ở nhiều địa phương tha hồ mà hô phong hoán vũ. Hết thuế của triều đình bóp nặng lại tới các tiết độ sứ nhũng nhiễu, rồi liên tiếp sau đó là lũ lụt và hạn hán dồn dập kéo về. Tất cả đã khiến nhân dân Đại Đường dần bị đẩy vào con đường cùng. Đến cuối thời Đường Ý Tông, Đại Đường lâm vào cảnh rối loạn, đói kém, dịch bệnh hoành hành. Sử sách trong giai đoạn này đã không ít lần ghi nhận về việc nhân dân đói quá còn phải ăn thịt lẫn nhau. Trong tình cảnh đó, một đại gia ngầm tên Vương Tiên Tri đã bỏ hết vốn liếng của mình để chiêu mộ nông dân đứng lên khởi nghĩa. Tìm thấy lối thoát, nông dân trong khắp nơi đã nhanh chóng tụ hội lại. Tuy nhiên, với lực lượng chỉ có khoảng 1.000 quân, Vương biết mình không thể nào làm được trò chống gì với triều đình. Vậy là thông qua các mối quan hệ làm ăn, Vương Tiên Tri đã kêu gọi các phú hào cũng đang bất mãn với triều đình mộ quân tậu ngựa, kéo tới Hà Nam hội kiến. Trong đội ngũ lãnh đạo đó, Hoàng Sào là cái tên nổi trội hơn cả. So với các lãnh đạo khác, Hoàng Sào là người có lý lịch sáng nhất. Hoàng Sào xuất thân từ một gia tộc giàu có. Gia tộc của Hoàng Sào làm nghề buôn lậu muối, mà ngành này thì vốn từ sau cuộc loạn An Sử, triều Đường đã tuyên bố giữ độc quyền. Chính vì vậy, vốn hy vọng Hoàng Sào có thể đổi vận làm ăn phi pháp của gia đình, nên cả gia tộc đã dồn sức cho Hoàng Sào ăn học. Nhờ vậy mà từ sớm, ông đã nổi tiếng khắp nơi là một người giỏi cưỡi ngựa, bắn cung và văn chương. Ấy thế mà Hoàng Sào trong nhiều lần thi cử mà vẫn cứ trượt. Tức tối, ông ta trở về quê tiếp tục làm đường dây buôn lậu của dòng họ, đồng thời dùng tài sản của mình để chiêu mộ hiền tài đang bất đắc chí tới phụng sự cho mình. Để rồi, đến khi đầu mối làm ăn của Vương Tiên Tri khởi binh phát lời hiệu triệu, với biên chế sớm đã lên tới 3.000 người, Hoàng Sào lập tức hưởng ứng. Được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân đang bất bình tột độ với đường triều, bộ đội Vương Tiên Tri, Hoàng Sào lập tức gây dựng được lực lượng rất đông đảo, hoạt động mạnh tại hai tỉnh là Hà Nam và Sơn Đông. Quân triều đình do các tiết độ sứ là Tiết Sủng, Tống Uy, các tướng Thôi An Tiềm, Tăng Nguyên Dụ, Tào Tường, Lý Phúc đánh củ cưa mãi mà vẫn không sao dứt điểm được. Mùa hè năm 876, quân của Vương Tiên Tri nổ ra cơn địa chấn khi đánh chiếm được cứ điểm trọng yếu là Nhữ Châu, bắt sống thứ sử Vương Liêu, đệ ruột của tể tướng Vương Đạc. Nhận được tin dữ, quan quân và nhân dân trung thành với Đại Đường hoảng hốt hô hào nhau, lũ lượt chạy khỏi Đông Đô Lạc Dương. Từ Trường An, Đường Hy Tông cũng hoảng sợ mà chiêu dụ quân khởi nghĩa bằng cách hạ chiếu tha tội và phong quan. Và từ đây, trong nội bộ quân khởi nghĩa bắt đầu có sự chia rẽ. Vương Tiên Tri đồng ý hòa đàm với triều đình Trường An. Đường Hy Tông cử sứ giả tuyên bố sắc phong cho Vương Tiên Tri làm quan. Tuy nhiên, Hoàng Sào lại không được phong chức gì. Ông ta tức giận mà thốt lên: "Ban đầu chúng ta cùng lập đại thệ, hoành hành thiên hạ, nay chỉ mình ngươi được nhận chức quan tả quân. Vậy thì 5.000 binh sĩ huynh đệ ở đây biết đi về đâu?" Nói đoạn, Hoàng Sào đánh thẳng vào đầu của Vương Tiên Tri đến nỗi chảy máu. Các binh sĩ vốn đại đa số là những người nông dân mang thù hận sâu với triều đình, lập tức đồng thanh phản đối hòa giải. Vương Tiên Tri lo sợ trước cơn thịnh nộ của quân sĩ nên lại tiếp tục đánh phá quân triều đình mà xé bỏ hòa đàm. Thế nhưng kể từ đây, quân nổi dậy bắt đầu bị phân thành hai nhóm. Một nhóm khoảng 3.000 người đi theo Vương Tiên Tri và một nhóm khoảng 2.000 thủ hạ thân tín đi theo Hoàng Sào. Ban đầu,
Hoàng Sào chọn hướng bắc tiến lên vùng Sơn Đông, thế nhưng không mấy hiệu quả. Do tướng triều đình là Trương Tự Miễn, lãnh đạo một đội quân 7.000 quân, đã chiến đấu hết sức hiệu quả, phá tan quân của Vương Tiên Tri và Hoàng Sào trong nhiều trận. Bước ngoặt tiếp theo đã xảy đến. Vào tháng 2 năm 878, Vương Tiên Tri chiến mạng trước Nguyên Dụ và bị xử tử. Bộ tướng của Vương Tiên Tri là Thượng Nhượng đã đem tàn quân tới hợp binh với Hoàng Sào. Thượng Nhượng đề nghị Hoàng Sào hãy xưng vương, thề quyết đấu với quân triều đình. Hoàng Sào quyết định xưng hiệu là Xung Thiên Đại Tướng Quân, cải nguyên là Vương Bá, nhằm thể hiện một sự độc lập với triều đình nhà Đường. Thế nhưng, tình thế khi này của quân khởi nghĩa đang vô cùng khó khăn. Khi giờ đây, họ chỉ còn trơ trọi đối đầu với quân triều đình ở vùng ven biển phía đông. Trong thế thừa thắng, chắc chắn quân triều đình sẽ dồn sức tấn công. Nguy cơ diệt vong chỉ còn một sớm một chiều. Những bước ngoặt nối tiếp nhau. Thế nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Hoàng Sào cùng với các thủ lĩnh đã phát hiện ra một thời cơ ngàn năm có một. Khi đó, do chiến tranh toàn diễn ra tại bờ bắc sông Trường Giang, nên khu vực phía nam đang tỏ ra cực kỳ lơ là phòng bị. Nắm được điểm yếu này, tháng 3 năm 878, Hoàng Sào đưa ra quyết định lịch sử, đó là toàn quân vượt sông Trường Giang, tiến đánh các châu quận phía nam. Bị bất ngờ, liên tiếp các châu quận phía nam sông Trường Giang là Kiền Châu, Cát Châu, Nhiêu Châu và Tín Châu lần lượt thất thủ. Thế nhưng sau đó, nghĩa quân Hoàng Sào lại nhận một loạt các thất bại tại Tuyên Châu, Phúc Kiến, khiến không ít các tướng lĩnh trọng yếu như Tần Ngạn, Tất Sư Đạc, Lý Hãn Chi, Hứa Kình phải đầu hàng quân triều đình. Hoàng Sào buộc phải trốn tránh sự truy sát của quân triều đình và tiếp tục tiến xa hơn về phía nam, hướng tới vùng Lĩnh Nam. Tới khi này, có lẽ vì cảm thấy mình khó mà có thể phá vây bắc tiến được, Hoàng Sào đã viết thư xin được hòa giải với triều đình với điều kiện là muốn được làm tiết độ sứ. Đương nhiên là triều đình phản đối cực lực. Đường Hy Tông cuối cùng chỉ đồng ý để Hoàng Sào làm phủ soái. Hoàng Sào khi này vừa không chấp thuận, vừa cảm thấy mình đã bị đẩy tới đường cùng, nên đành liều chết tấn công khắp các châu quận phương nam. Tháng 9 năm 878, quân Hoàng Sào chiếm được Quảng Châu, thủ phủ của vùng Lĩnh Nam Đồng Đạo. Chiếm được thành này sau một ngày bao vây và bắt giết tiết độ sứ tại đây. Sau đó, họ Hoàng phân binh tiến về phía Tây, chiếm lấy Quế Châu, khống chế toàn vùng Lĩnh Nam và tự xưng là nghĩa quân đồ thống. Thế nhưng, bước sang các tháng mùa thu sau đó, do không quen với khí hậu nóng ẩm tại phương Nam, quân của Hoàng Sào đã mắc dịch bệnh hàng loạt. Khoảng 30% đến 40% binh sĩ thiệt mạng. Đứng trước thế khó, Hoàng Sào quyết định nổ ra thêm một trận đánh lớn khi ông quyết định bắc tiến ngay mà không hề lo sợ mùa đông sắp tới. Sẵn có cửa ngõ Quế Châu, Hoàng Sào cho kết bè xuôi theo dòng Tương Giang để tiến đánh các lỵ sở ở Hồ Nam ngày nay. Lại tiếp tục bị bất ngờ, quân Đường tại Vĩnh Châu, Hành Châu, Đàm Châu bại như ngói rụng. Quan quân khắp nơi phải tìm đường tháo thân, tứ tán khắp nơi. Hoàng Sào theo dõi, thấy phần nhiều trong số này đã trốn tới thành Tương Dương, nên lập tức chuyển đại quân tấn công thẳng vào đây. Thế nhưng kết quả khi này lại quá đỗi phũ phàng. Quân Hoàng Sào đại bại trước liên quân của Lưu Cự Dung và Tào Toàn Trinh. Thế nhưng, dường như trời đã cứu Hoàng Sào một mạng. Thay vì truy cùng diệt tận, Lưu Cự Dung lại lo ngại rằng nếu diệt Hoàng Sào, ông ta sẽ không còn được triều đình trọng dụng nữa. Thế là ông ta quyết định dừng lại. Thiếu viện binh, Tào Toàn Trinh cũng bỏ truy kích. Và chỉ cần có vậy, Hoàng Sào đã lại có được thời cơ để củng cố lực lượng. Sang năm 880, với một đội quân ước tính là 15 vạn, Hoàng Sào tiếp tục bắc tiến ồ ạt. Vậy là chỉ vì một chút buông lỏng ban đầu mà quân Đường triều giờ đây đã vỡ trận hàng loạt. Sang tháng 7, quân Hoàng Sào vượt sang bờ bắc Trường Giang. Và rồi lại thêm một bước ngoặt nữa xảy tới. Tại cửa ngõ Ân Thủy, khoảng 3.000 binh sĩ cảm hóa quân đã nổi loạn vì cho rằng mình không được cung cấp đủ lương thực. Trung Vũ Tiết Độ Sứ là Tiết Năng, thay vì trấn áp thì lại tỏ ra khoan dung, muốn tiến hành hòa đàm. Các cánh quân của các tiết độ sứ khác cũng đang trấn thủ phẫn nộ, liền tiến hành binh biến. Thế rồi, chẳng biết việc phân chia quyền lợi ra sao mà họ quay ra thôn tính lẫn nhau. Để rồi, người thì bị giết, người thì phải rút về nơi căn bản. Quân triều đình cứ vậy mà tan rã, mở rộng đường cho Hoàng Sào vượt sang bờ bắc sông Hoài Hà, tiến quân một mạch đánh vào hai kinh là Trường An và Lạc Dương. Có thể nói rằng, quân Đường triều giờ đây quá ư là ô hợp. Gục ngã trước ngưỡng cửa toàn thắng.
bắt đầu vào mùa đông năm 880, Hoàng Sào tiến quân hướng đánh Lạc Dương. Cho rằng khi này, thiên mệnh đã nằm trong tay, Hoàng Sào tuyên bố luôn, mục tiêu của cuộc chiến là bắt sống Đường Hy Tông, để hoàng đế phải chịu trách nhiệm cho những tội ác với dân với nước. Tháng 11 năm 880, quân Hoàng Sào công phá thành. Do thiếu lương thực và mâu thuẫn giữa các cánh quân, quân Đường đã để mất Lạc Dương quá đỗi nhanh chóng, trong chưa đầy có một ngày. Có được Lạc Dương, nhưng Hoàng Sào vẫn không muốn lên ngôi ngay, quyết phải tiến tới Trường An, bắt sống vua Đường Hy Tông cho bằng được. Tháng 1 năm 881, quân Hoàng Sào như thác lũ mà tràn về Trường An. Quan quân triều đình trên dọc đường bạc nhược, vỡ trận tứ tung. Đường Hy Tông cùng với triều đình bỏ trốn khỏi Trường An và chạy hướng thẳng tới Tây Xuyên. Quân Hoàng Sào ao ạt tràn vào thành Trường An. Hoàng Sào chuyển tới sống trong hoàng cung triều Đường. Và tới khi này, cho rằng thiên mệnh đã ở trong tay, Hoàng Sào lên ngôi vua, đặt quốc hiệu là Đại Tề, đặt niên hiệu là Kim Thống, tiến hành tấn tước phong hầu cho cả dòng họ, gia đình và các tướng tá, mưu thần dưới trướng. Thế nhưng chẳng ai ngờ, đây lại chính là thời điểm chấm phá cho những bước sụp đổ của Hoàng Sào sau này. Có lẽ tới tận khi mất, ông ta mới vỡ ra một nhẽ rằng, tiêu diệt một triều đại có thể là dễ, thế nhưng để xây được một triều đại khác thế chỗ vào nhằm đảm bảo thành quả thắng lợi thì đó mới thực sự là khó biết nhường nào. Thoạt đầu, Hoàng Sào muốn duy trì nguyên cấu trúc triều đình nhà Đường. Ông đã nỗ lực thuyết phục các quan lại thuộc hàng tứ phẩm trở xuống được tiếp tục ở lại, miễn là họ có thể quy phục, còn lại thì loại bỏ các quan hàng tam phẩm trở lên. Thế nhưng vì danh dự, họ quyết không chịu quy phục nên đã bị Đại Tề hành hình tập thể. Hoàng Sào thay vì thừa thắng truy kích triều đình nhà Đường thì lại dừng lại và cố gắng thuyết phục các viên tướng Đường ở phiên trấn xung quanh quy phục, song họ đều từ chối. Vì thế, cuộc rút chạy của Đường Hy Tông cùng với triều đình nhà Đường về tới Tứ Xuyên đã được an toàn. Tới khi này, quân Hoàng Sào như thể đã căng mình hết sức nên kết quả chiến đấu dần trở nên bất lợi, thậm chí đánh đâu thua đó. Và bước ngoặt đã tới. Mùa xuân năm 881, Hoàng Sào cho 5 vạn tinh binh tấn công Phượng Tưởng Tiết Độ Sứ Trịnh Điền. Nào ngờ, Trịnh Điền cùng với Đường Hoàng Phù đã giăng bẫy quân Đại Tề ở trận Long Vĩ Phà, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. Toàn bộ quân Đại Tề đã bị tiêu diệt. Chiến thắng này đã giáng những đòn mạnh mẽ vào tinh thần của quân Đại Tề. Được đà, Trịnh Điền truyền hịch kêu gọi toàn bộ binh lính Đại Đường tiến công Đại Tề. Các tiết độ sứ còn lại như Đường Hoàng Phù, Vương Trọng Vinh, Vương Sử Tồn, Thác Bạt Tư Cung cũng thấy được thời cơ khôi phục triều đình nên quyết định hợp binh phản công. Và lần này thì đến lượt quân Hoàng Sào binh bại như núi lở. Đến mùa hè năm 881, hàng loạt các trận kịch chiến tại Trường An đã nổ ra. Do người dân Trường An quay sang tiến hành kháng cự lại quân Đại Tề ngay trong thành, nên Hoàng Sào buộc phải rút quân ra khỏi thành. Tuy nhiên, khi quân Đường tiến vào thành Trường An, họ lại đánh mất kỷ luật và tiến hành cướp bóc kinh thành. Quân Đại Tề nhân thế đó phản công vào ban đêm, giết chết các tướng Trình Tông Sở và Đường Hoàng Phù. Các tướng Đường khác phải triệt thoái khỏi Trường An. Hoàng Sào lại tiến được vào thành Trường An. Do tức giận vì trước đó người dân Trường An hiệp trợ cho quân Đường, Hoàng Sào hạ lệnh đồ sát toàn bộ dân chúng, gây ra thảm cảnh vô cùng thê lương. Quân nhà Đường phải đợi đến tận mùa xuân năm 882 mới lại xuất quân được, sau khi Đường Hy Tông bổ nhiệm tướng Vương Đạc làm chư đạo hành doanh đô thống, giám sát các chiến dịch chống lại Đại Tề. Lần này gặp phải một đối cứng thực sự, quân Đại Tề liên tiếp thua to. Mùa xuân năm 883, quân Đường giành thắng lợi quyết định, đánh bại đạo quân 15 vạn của Đại Tề. Tháng 4 năm 883, quân Đường tiến được vào Trường An. Hoàng Sào không thể kháng cự nổi, liền phải bỏ Trường An mà chạy trốn về phía đông. Quân Hoàng Sào vừa chạy vừa giải vàng bạc châu báu khắp dọc đường. Quân Đường tranh nhau nhặt nhạnh nên không thể đuổi kịp quân Hoàng Sào. Tưởng như giấc mộng bá vương trong Hoàng Sào đến đây đã tan vỡ, thế nhưng vẫn không chịu đầu hàng số phận. Quân Hoàng Sào vẫn tiếp tục chiến đấu khắp nơi, thế nhưng không thể giành được bất kỳ một thắng lợi đáng kể nào. Lo sợ sẽ lại phạm phải sai lầm dung dưỡng cho kẻ địch trước kia, các tiết độ sứ của nhà Đường dù còn rất nhiều mâu thuẫn thế nhưng cũng đã đồng tình đứng trong một liên minh tạm thời để diệt Hoàng Sào một lần và mãi mãi. Hoàng Sào thua trận liên tiếp, toàn quân tan hoang, không trốn dung thân, cứ đi tới đâu là bị đánh tới đó. Năm 884, quân Đường truy sát đám tàn quân rơi vào khoảng 1.000 người của Hoàng Sào tại Duyện Châu. Hoàng Sào kiệt quệ phải chạy trốn tới Lang Hổ Cốc
thuộc Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Và tới đây, cuộc khởi nghĩa vốn tưởng chừng như sắp làm nên nghiệp lớn của Hoàng Sào đã kết thúc theo một cách không thể nào bi đát hơn. Số phận của Hoàng Sào về sau cũng không rõ ràng. Theo Tư Trị Thông Giám, cháu của Hoàng Sào là Lâm Ngôn đã hạ sát ông cùng với nhiều huynh đệ và thê tử, định đem thủ cấp của họ đến trình quân đường. Tuy nhiên, trên đường đến trại quân đường, Lâm Ngôn bị một cánh quân đường khác tiêu diệt, rồi đem các thủ cấp này tới nộp cho quân triều đình. Còn theo trong mô tả của Tân Đường Thư, Hoàng Sào đã tự vẫn và chỉ thị cho Lâm Ngôn đem thủ cấp của mình đến đầu hàng, mục đích là để cứu sống các binh sĩ. Quanh đi quẩn lại vẫn là ở dân, là cuộc khởi nghĩa của nông dân nhằm chống lại sự áp bức của triều đình nhà Đường. Thế nhưng ngay khi sắp đạt được tới đỉnh cao cuối cùng là thành lập một triều đại chính thống mới trong lịch sử Trung Hoa, thì cuộc khởi nghĩa của Hoàng Sào đã sụp đổ trong sự bất ngờ của cả những người trong cuộc. Cụ thể, ở giai đoạn đầu, khi mới dựng cờ khởi nghĩa, nông dân khắp nơi hồ hởi tình nguyện đi theo Hoàng Sào với hy vọng về một ông vua mới, một triều đại mới nhằm đưa họ thoát khỏi bể khổ do Đường triều tạo ra. Ngay bản thân Hoàng Sào cũng đã từng làm gương khi giữ rất vững các tôn chỉ phụng sự nhân dân. Ông truyền câu khẩu quyết cấm vơ vét tài sản, ai vi phạm chết cả nhà, cho toàn quân. Thế nhưng, bắt đầu từ giai đoạn Nam Tiến, từ những đoàn nghĩa quân chân chính, khởi nghĩa Hoàng Sào dần biến tướng thành những đám giặc nội loạn đúng nghĩa. Đứng trước việc phải tiến hành những trận đánh quy mô lớn, cực kỳ lớn, Hoàng Sào đã không giữ vững được lập trường nhân nghĩa ban đầu, mà không ngần ngại từng hạ lệnh cho binh sĩ làm bất cứ giá nào để giành thắng lợi. Cướp phá, bắt lính vô tội vạ đã đành, thế nhưng không gì tai hại bằng thảm sát khắp nơi. Danh sách những vụ thảm sát của quân Hoàng Sào dày đặc trong các tập tài liệu, thậm chí còn sớm vươn tới tận tầm quốc tế ngay trong cùng thời điểm. Khi quân Hoàng Sào chiếm được Quảng Châu, một lượng lớn các thương nhân ngoại quốc cư trú tại đây, nhưng những người Hồi giáo, Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hỏa giáo mà quốc tịch các nước Ba Tư, Ả Rập, Do Thái đã bị đổ sát. Hay như trong trận Đàm Châu, sau khi hạ thành này, quân Hoàng Sào tiến hành đại khai sát giới, máu 10 vạn quân Đường nhuộm đỏ dòng Tương Giang. Đến khi thành lập được triều đình tại Trường An, quân Đại Tề lại tiếp tục bộc lộ thêm nhiều bộ mặt vô học khi chỉ chăm chăm cướp bóc, giết hại nhiều thành viên hoàng tộc, các quan lại và nhân dân trong thành. Cứ như vậy, từ chỗ là niềm hy vọng cho một tương lai tươi sáng, cuộc khởi nghĩa của Hoàng Sào lại bị chính nhân dân coi là quái thai. Chỉ cần có vậy, khi quan quân nhà Đường tổ chức lại lực lượng để phản công, nhân dân trong thành Trường An nói riêng và khắp nơi đã cùng nhau nổi dậy, diệt và đánh bại hoàn toàn Hoàng Sào. Dù đã sụp đổ, thế nhưng bóng ma của Hoàng Sào vẫn còn đó và trực tiếp nguyền rủa khiến vương triều nhà Đường không thể nào cứu vãn đà sụp đổ. Sau khi đánh bại Hoàng Sào, các tiết độ sứ thay vì sửa sai lại quay ra tranh giành công lao, quyền lực trong triều tới mức đánh lẫn nhau. Triều đình thì vẫn bất lực và chẳng thể làm gì nổi. Nhân dân thì vẫn tiếp tục bị hà hiếp rồi lại nổi dậy tứ tung. Trong thời khắc đó, Chu Toàn Trung, một bộ hạ cũ của Hoàng Sào, đã đầu hàng quân triều đình, chớp lấy thời cơ ngàn năm có một. Lợi dụng các tình hình rối ren, Chu Toàn Trung đã chiêu hàng chính đoàn quân của Hoàng Sào để gia tăng thanh thế, tiêu diệt các tiết độ sứ khác và các đại thần để thâu tóm quyền lực. Và rồi tới năm 907, Chu Toàn Trung đã phế bỏ vua Đường Ai Đế, lên ngôi Thái Tổ, lập triều Hậu Lương. Nhà Đường sụp đổ, kéo theo đó là thời kỳ ngũ đại thập quốc khiến toàn Trung Hoa tàn nát.